Dạ, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay Coloman về Mỹ, về Long Xuyên. Và cũng được sự giới thiệu của một số bạn bè anh em ở Long Xuyên thì mình tìm đến một cái nhân vật rất là dễ thương, mình tin chắc là dễ thương lắm luôn. Mình cũng có coi một số hình ảnh của các bạn gửi về. Là chú bán bánh bò. Dạ, chào chú. Dạ. Trời ơi. Chú cái bánh bò gì vậy chú? Bánh bò dừa. Bánh bò dừa. À. Rồi con xin phép con gửi chú cái micro nha. À. Bánh bò dừa. Trời, chú dễ thương hay sao chú? Dạ. Cười vui vậy, sợ luôn, vui rất là vui lạc quan luôn. Dạ, xin lỗi chú. Rồi ok. Bánh bò dừa. Chú năm nay nhiêu tuổi? À, 73 tuổi. 73 tuổi. À. Nghe chú cái giọng nói chú con nghĩ chú cái gốc Hoa quá. Chú người Hoa. Người thành phố. Đó, ngày thành phố xuống đây là 30 năm rồi. À, thành phố Hồ Chí Minh đó hả? À, thành phố Hồ Chí Minh đó. À, bây giờ còn anh em ở ngoài nữa. Ở ngoài còn anh em, à, anh em anh ở đâu? Ở Chợ Lớn hả chú? Ở giờ ở Trần Quốc Toản đó. À, ở Lý Thành Nguyên đó. Ồ, ồ. Chú lý do gì mà chú về đây 30 năm rồi? Tại mình không có nhà cửa. Dạ. Thì bà vợ ở đây ở, mình theo vợ vô đây ở. À. Tức là chú lấy vợ ở đây. Ờ, vợ chú người đây. Ờ, chú ở đây. Vợ tôi có ở thành phố. Dạ. Rồi cứ mà xuống đi ở với má. Dạ, dạ, dạ. Vợ chú còn khỏe không? Vợ chú khỏe, khỏe, khỏe. Dạ. Ờ, 67 rồi. Vợ chú 67, chú 73. 73. Ồ. Là quen nhau trên Sài Gòn là xong quen rồi. Quen lâu lắm đây. Rồi. Ờ, dạ. Mới xuống đây sống. Xuống đây sống 30 năm. Này 30 tức là 40, rồi. Lúc chú xuống đây là chú khoảng 40 ngoài. 40. Ờ, 40 ngoài đó. Ờ. Trời ơi, độc đáo quá. Giờ bà xã, nhưng mà vậy là bà xã chú đâu phải quê ở đây hả? À, bà xã quê ở thành phố. Ủa? Cũng ở thành phố luôn. Mà lý do sao tự nhiên cô chú trôi giạt về đây vậy? Tại mà ở dưới thành phố, vợ tôi bán đồ ế xe thẩm, ông nội nó ở đây, nó xuống đây, má nó xuống đây, mà theo nó xuống đây ở luôn. Ở đây giờ. Ủa? À. Chứ không phải là quê gốc ở đây? Không có, tôi ở thành phố. Không, bà xã chú kìa. Ở thành phố luôn. Rồi tự nhiên... Tôi cưới ở ngoài thành phố mới dạ. Xuống đây. Tự nhiên dắt nhau về đây ở luôn. Ờ, ở đây ở luôn. Mà sao chú không chọn chỗ nào mà tự nhiên chọn Long Xuyên về đây? Tại Long Xuyên ở đây, lúc trước ở đây mà Long Xuyên ở đó, đó tới giờ mình có tiếng rồi. Mình xuống ở đây làm ăn cũng được lắm. À, tại vì xưa là... Ừ. Nói bởi vì nó xuống đây làm ăn nó cũng dễ là dễ làm dễ sống hơn dân dễ sống hơn dạ. Đó. Đây là cái bánh bò nướng chú làm nè. Đó, bây giờ cái này chắc hết bột rồi hả chú? Ờ, hết bột rồi, làm hết rồi. Giờ đợt sau phải xuống quay là làm hết bột rồi đó, rất tiếc là chỉ còn qua tại vì mình đến hơi trễ. Ờ, nó trễ rồi. Dạ. Sớm sớm thì bình còn... thường là chú đây cái xô bột phải không chú? Ờ, xô bột đó. Để chú con không mượn cái xô bột cho bà con là xem. Đây, đây xô bột đó. Xô bột á. Hết rồi. Tại vì hôm nay mình đi xuống mình lo mình chạy, lo đi cái, mấy cái vụ mở thị trường nước mắm Sài Gòn. Đây là bột nè. Đó. Còn như đây à. Ngày chú bán có đúng xô vậy thôi hả? Đúng. Ờ, đúng 2 xô. 2 xô. Ờ, mát 2 xô rồi, hết rồi, đi về. 2 xô bột và được nhiêu cái bánh chú? Ờ, chừng 100 mấy cái. 100 mấy cái. Ờ. 100 mấy cái, 100 mấy cái này hả? À, rồi xong cái này chú mới chắc cắt nhỏ ra cái phần này kia. Cắt nhỏ lại để vậy vào tủ. Ồ, bánh bò nướng lần đầu, bánh bò nướng nhân dừa. Hình như mình trong mấy tập tiếng ra mình chưa có quay cái tập nào không Mary? Thành phố nó cũng có bán mà. Đúng không? Mình chưa có bánh bò nướng nhân dừa chưa. Còn thành phố cũng có bán nữa. Dạ, thành phố thì có nhưng mà cũng chưa có quay bằng cái nhân vật đặc biệt như chú. Hôm nay rất là tiếc mình về hơi mình xuống. Tôi làm bánh mà khác nhau ở thành phố á. Dạ. Khác nhau ở thành phố nó đâu có trộn đường, trộn đường vậy đâu. Nó à. Không có trộn vậy. Nó có dừa đó nè. Nó dừa đó, dừa nó trộn đường đây nè. Ừ. Là chú cái này chú tự trộn luôn. Ừ, tôi làm luôn. Chú trộn bằng đường gì? Đường cát hay là đường cát? Đường cát trắng luôn. Ừ. Đường cát trắng đó. Nó trộn vô hết á. Đậu phộng này kia đó mà có đầy đủ hết trơn luôn. Thôi giờ ngon xưa. Đây đây chú, chú để đây, con thử cái nhân dừa của chú coi. Trời ơi nhìn nó. Ừ.
mình thử coi đây, thử cái bánh dừa đó ngon không đó, thử miếng thôi nha. Ừ. Dạ đây anh thử coi đây nó ngọt không, dừa nó ngon không. Ăn thử rồi biết cái dừa nó ngon không ngon, nó ăn cái bánh này ngon rồi đó. Chưa ăn bánh ăn nước ăn cái nhân dừa không là ra đấy cũng xỉu rồi. À, nó ngọt ngọt, nó có vị mặn nhẹ. Rồi cho mình phộng thì cắn ra nó thơm. Thôi đúng rồi đó. Mà nó không bị quá ngọt nha, thông thường mình ăn cái bánh nhân dừa mà sợ nhất là nó ngọt quá. Phải rồi. Nhưng mà cái nhân dừa của chú trộn là nói thật luôn. Nó kẹo quá phải không? Nó kẹo, kẹo luôn. Dừa nó kẹo phải không? Nó trộn có đường đó nhiều nó kẹo. Nè nhân dừa chú làm sao mà nó trong veo luôn nè. Nó vậy đó, dừa nó ngon vậy đó. Này dừa tươi hả chú? Dạ dừa tươi. Dừa tươi luôn. Nó xài dừa tươi à, dừa khô không có được. Dạ đó, cho nên dừa tươi cho nên nó rất là trong. Ừ. Thành phố nó làm không có hay vậy. Thành phố nó để dừa vô, để ở trên mặt vậy đó. Rồi vậy đó, nhưng mà nó không có ngọt. Không ngọt cái mặn này. Cái này nó món ngọt này á. Đường nó trộn vô hả? Xuất sắc. Rồi bây giờ thì sau khi mình ăn thử rồi mình quyết định là mình phải ăn một miếng bánh. Ăn đi đến này. Dạ đây, một cái gì chú bán cho. Hai cái, cái nó hai cái rồi. Hai cái rồi. Hai cái đấy, hai cái đi. Đó. Hai cái, dạ rồi hai cái rồi cho Miri một cái, Miri ăn rồi đúng không? Rồi đấy một cái đi. Trời. Đây. Chỗ đấy, rồi ăn luôn rồi qua đây, lột ra đây. Dạ cô Mai thơ ký, à, rồi ăn đây trời ơi, rồi ăn thử nè trời ơi nè, nó rất ngon, xuất sắc. Ăn thử biết là ngon không ngon là bánh nè. Ngon. Bởi vì cái chú nó quay thấy bánh này ngon quá. Bởi vì nó quay nó quảng cáo rồi bán có bữa rồi tôi bán không kịp nữa. Bán hết trơn luôn. Nên nó ngon quá ngon. Nó quay nó cũng ăn thử rồi. Ủa chú. Một cái gì chú bán nhiêu tiền chú? Một cái như vậy là tôi bán được mà 42.000 ha. Một cái tròn vậy đó bán được 42.000. Rồi cú cắt thành mấy miếng? 6 miếng. Rồi cú cắt thành 6 miếng. 6 miếng. Một cái vậy là một miếng chú bán 7.000. Một miếng là cắt 3 miếng. Nó ổ nó cắt 3 miếng. 6 miếng. 6 miếng một miếng bán 7.000 là 42.000. Đúng rồi đó. Nói nè. Không quá. Cho xin 7.000. Nó xin 14.000 chứ quên hai cái, 2 miếng. 14.000. Trời, mặt mày đẹp đẽ sáng sủa vậy, không có tiền con. Không có tiền mà vô đây ăn bánh. Dám vô ăn bánh bò nướng thương hiệu của chú. Ở chứ ra nói chú gì quên mình chưa nó hỏi tên chú luôn. Tăng. Chú Tăng hả? Chú Tăng. Tăng là T A N G. Xe Tăng hả chú? Cái Tăng nào cái mà cái về đó. Chú Tân hả? Chú Tân. Chú Tân nhưng mà chú Tân. Rồi vậy là chú còn có một đứa em nhà nó Biên Hòa. Nó cũng nói chữ ớ thành chữ á. Chú Tân kìa. Quang. Bánh mật, là xưa là bánh mật. Chú Tân. Ngon thiệt luôn á. Trả tiền nha, đừng có lĩnh mà đi nha, nhỏ đó nha. Khi tôi bán ở Bắc Hòa đó, mấy người qua nó xuống đây á, nó thấy cái bánh này đó, nó ăn miếng nó ngon quá ngon. Dạ. Nó hỏi, chú là người qua, tôi là người qua ở thành phố. Dạ. Nó bán mua hết trơn luôn, nó mua hết trơn cho chú đi về. Một cái gì chú bán 7.000. Một cái miếng một cái bánh lớn này là chia làm 42.000. Là 42.000. 42.000, 6 miếng. 6 miếng. Như vậy là chú bán một ngày được 100 mấy miếng để mình nhân lên nha. 7.000 mà nhân cho 100 mấy miếng là khoảng chừng 700-800. Đúng không chú? 700-800 ngàn thì chú từ vốn thì chắc chú cũng lời được khoảng 200 mấy. 200-250. 250, thấy chưa? Xịn chưa? Bây giờ chú sống với ai? Tôi sống với vợ tôi, con tôi. Dạ. Con chú năng nghiệp hả? Con chú lớn chưa? Con tôi mà cũng 30 mấy à. Dạ. Nó còn làm công ty. Dạ. Công ty Mai đó. Dạ dạ. Còn gái thì ở Bình Dương. Làm ở Bình Dương.
À, chú hai, 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 hai người. Hai, hai, hai người. Con gái lớn Bình Dương, nó làm, cũng làm cái chỉ á. Dạ, dạ. Nó làm lâu lắm rồi. Dạ. Làm hai, hai mấy năm rồi. Ồ. Còn con ở đây làm mai, nó mai đồ á. Dạ. Như ti á. Nhưng mà coi như giờ chú là tự lo, chờ tôi chú đi bán là chú lo cho. Tôi lo hết, cái gì cũng tôi làm hết. Dạ. Ở nhà 4 giờ tôi thức dậy tôi làm bột mà. Nào ông vừa này kia làm xong hết tôi mới đẩy đi ra ngoài chợ. Ồ. Chạy qua chợ bán. Ừ. Rồi chở bà đi chợ á. Bà không có thấy đường. Bà mất mù không thấy đường. Ôi dạ, bị lòa hả chú? Bị cộm nước á. À. Nó không thấy đường. Là chú phải chở đi. Mà chở sáng chở bà đi chợ. Chứ chở bà đi về. Cái bắt đầu tôi đi bán. Coi như là chú bán là toàn bộ là được mỗi ngày được 200 mấy là chú về lo chợ búa. Để cho hai chú thím sống. Hai người. Không đó. Có xin tiền con cái gì hết. Không có xin gì hết á. Có cho giúp thì con lại, có khi cho ngược lại nữa hả? Con thì nó nếu mà nó cho tiền điện này kia, tiền nước này kia đó. Nó lo hết cho nó. Nhà giờ còn chú ở nhà thuê hay là nhà của cô chú? Của nhà mình á. Dạ, nhà về đây cũng lâu rồi hả? Lâu. Dạ. Dạ. Mướn nhà người ta đâu có được. Dạ. Điện nặng lắm. Cái bột bánh này ngon ghê lắm. Nó dẻo dẻo. Bắt đầu mình thấy đó. Cái vị nó mình thấy nó lạc lạc nha. Nhưng mà nó ăn rất là hay luôn. Ăn nó bắt ngay à. Nó vừa nó ngọt ha. Ừ. Nếu mà đò, cái bột nó ngọt á. Thì nó quá ngọt. Nó bị khét. Dạ. Nó lấy da không có được. Dạ. Bởi vì thành ra cái đường nó cho nó ngọt. Nó ăn có bánh thấm vô nó có bánh nó ngọt. Dạ. Nó dai dai đó. Dạ chú còn nhiêu đây con lấy hết luôn đi để chú về sớm đi. Dạ còn nhiêu đây à. Dạ thôi chú đếm rồi chú tính tiền là con để chú về sớm. Quý vị khán giả thân mến, mình hy vọng là mình sẽ có duyên về đây, về Long Xuyên một lần nữa để mình làm một tập tiếng rau mình giúp chú Tân. Chú Tân năm nay 73 tuổi. Là chú dễ thương lắm, nói là cười à. Đi bán cực vậy, sáng mấy giờ chú ra? Sáng hả? Sáng 6 giờ. 6 giờ sáng? 6 giờ sáng ra chợ. Rồi. Cái bán tới bán làm tới mà ở ngoài chợ nướng tới 9 giờ chở bà đi về. Đó. 9 giờ sáng chở bà đi về, mua đồ rồi đó, tôi làm hết rồi chở bà về. Rồi. Cái về tôi bắt đầu đi đẩy đi. Đẩy xuống đi. 9 giờ sáng chú bắt đầu đi bán hả? 9 giờ sáng á, 6 giờ tôi bán rồi. À. Thì 9 giờ bà tôi đi về á. À, xong chợ đi chợ xong rồi ra bán tiếp. Xuống đây bán tiếp. Ở đây gần cái trường học hay sao chú ha, con thấy nè. Trường học ở đây là nó ít ăn lắm. Dạ. Nhưng mà giờ mấy người đi qua đi lại đó. Dạ. Thì nó mua nhiều. Ở đây trường gì ta? Trường sư phạm á. À đây là trường thực ra sư phạm Mỹ trường sư phạm Mỹ Xuyên. Ở đây là phường Đông Xuyên. Phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên. Thành phố Long Xuyên. Trường học trường thực hành sư phạm Mỹ Xuyên. Mỹ Xuyên. Chưa biết là mình sẽ tổ chức cái điểm ở đâu nhưng mà mình hy vọng rằng là các bạn sinh viên học sinh chắc chắn là sẽ xuống ủng hộ chú nè. Chú dễ thương vô cùng luôn, nó thật luôn á, rất là dễ thương luôn. Rồi chú lấy cho con hết đi chú. Rồi. Rồi cái lê đó. Rồi chú còn như con mua hết nè, bây giờ chú đếm đi. Chân xe có chân xe. À, để vô bọc ha. Tôi ra ngoài nha, tôi ra ngoài đây lấy cái mặt tiền xe cho đẹp nha. Hai, ba, bốn, đây sáu miếng. Sáu miếng. Cái này sáu miếng. Cứ sáu là một ổ đó. Một ổ. Cái này gọi là một ổ bánh. Một ổ bánh. Rồi. Rồi trưa nay anh em mình khỏi ăn cơm. Cho đứa ổ bánh. Ăn cho đã luôn. Mai vô đây, nè cầm đi. Đó này ăn không đã tiền rồi mà cứ trúng lên lỉnh 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 hoài. Nè hai ổ. Hai ổ, quá nhi, cột lại luôn. Rồi. Hai ổ, một ổ là 42 ngàn. Đó, rất là đơn giản.
Ba ổ. Vô đây con. Vô chụp hình hả? Chụp hình thì vô đây mua ổ đi rồi chú cho chụp hình. Để bán cho chú nhà, bán cho chú. Là rẻ lắm con, ổ. Đây. Vô đi, ổ có 420 nè, vô con. Có 420 vô đây chú chụp hình với chú. Rồi vô đây chụp hình. Rồi ok con. Rồi. Đưa chú 500 chú thôi là 80 cho. Đây. Trời để khẩu trang kia sao chớp. Rồi nhớ về ủng hộ Tiến Rau nha. Giờ bữa chú về chú làm nhớ ủng hộ Tiến Rau nha. Ok. Rồi. Ra đây hả? Rồi một ổ là 420. Hai ổ là 840. Đó, chú lấy rẻ thôi. Một bọc hả? Rồi, rồi con đưa chú 420 trước đi. Rồi, mình nhớ nha, mua mấy ổ nha, nhớ nha. 420 hả? 420. 42.000. Nhỏ này làm bộ nó gẹo luôn nó biết á. Rồi, 420 luôn nè, ghê, chuẩn dễ sợ luôn. Đưa 420. Trời ơi, 420 của con bé này. Con xài tiền gì vậy con mà 42 con thanh 42 vậy con. Trời đây gửi con nha. Rồi mình đang trước mình chụp tấm hình. Rồi. Rồi đây chú cắt này, chú cắt này. Rồi coi chú cắt ổ nè. Đó. Đây giữ rồi lát. Rồi nè, tổng cộng mấy ổ chú nhớ không? Không biết mấy ổ nữa. Ủa nãy mình lấy mấy ổ vậy? Ở đây còn 4 miếng. 5 ổ hả? Luôn ổ của bé này luôn gì? Ừ. Là 6. Tại vì anh đang giữ tiền của bé này. Đây, ở đây 4 miếng nữa kìa. Dạ ơi, con xin lỗi chú. Đây 4 miếng nữa. Dạ 4 miếng hả? Đây rồi. Thôi coi như là tổng cộng đi là 6 ổ đúng không? 6 ổ. 6 ổ mà ở đây 4 miếng. Dạ, dạ. 6 ổ 4 miếng coi như 7 ổ. Là một ổ là 42. Đúng không? Dạ rồi. Đây con gửi chú. 6 ổ tính là 7 ổ đi, 7 x 7 7 lần 7 lần 4 28 coi như 300.000 chưa tới 300.000. Rồi con gửi biết chú luôn. Rồi. Cảm ơn con. Dạ dạ. Thôi chú cắt rồi, rồi giờ con còn có quà riêng cho chú nữa, lì xì riêng cho chú lấy hên nè. Rồi, giờ bữa con xuống con làm cho chú một tập nha, tiếng rau. Dạ dạ. Đó, chữ hoa này là gì chú? Dạ, dạ hỷ. Hỷ. Ừ. Đó, chữ này là hỷ, là vui á. Ờ, hỷ gì á. Dạ. Hỷ. Mong chú lúc nào cũng vui vẻ. Dạ, nha. Dạ. Lúc nào chú cũng vui vẻ, giữ mãi nụ cười và sức khỏe. Tại vì những cái người như chú Tân bây giờ là rất là... Thầy con gửi chú luôn. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn con ha. Dạ. Những người như chú Tân thì thật ra là cái năng lượng tích cực của chú và cái sự lạc quan của chú nó là tất cả. Và đặc biệt là mình thấy chú cái xe của chú như vậy. Đó. Mọi ngày ngày tự chú tự làm hết rồi xong rồi tự lo luôn rồi xong rồi hai vợ chồng sống nhờ cái xe này luôn. Dạ, sống cái xe này luôn đó, đó chú Tân năm nay 73 còn bà xã chú là hôm nay 67 tuổi nhưng mà lại bị lòa rồi không có thấy đường, bị cường mắt không có thấy đường nữa. Hai ông bà tự tốt luôn, không có nhờ con cái, rất là dễ thương. Và đặc biệt là cái bánh lò nướng của chú làm rất là ngon, nhưng vừa rất là ngon luôn đó. Hy vọng là mình sẽ trở lại Long Xuyên mình làm cho chú một tập. Dạ. Dạ cảm ơn chú nha. Chào tạm biệt chú Hè. Cảm ơn cô chú. Dạ, Quang có cho anh tắm không Quang? Để cho anh cái bịch đó cầm cho chú. Tình cảm tình thương mến thương chú. Rồi cười đúng vậy chú, hai ba cười. Ok anh. Rồi, cảm ơn chú nha. Chào chú nha. Giờ là chú đẩy xe chú đi luôn hả? Chú đi về đi mua đồ. Dạ, chú dẫn chú đi mua đồ hả? Là chú chạy về luôn hả? Chạy về luôn. Rồi giờ dạ. Rồi chú về chú dọn đi ha. Chú dọn gọn rồi chú đi ha. Cảm ơn chú ha. Dạ, chào chú. Cảm ơn nhiều. Dạ, chào chú. Cảm ơn chú. Rồi dạ, con xin micro. Cảm ơn. Dạ, chào chú nghe. Rồi hôm nay chú về nghỉ sớm nha. Dạ. Dạ.
Dạ, hẹn gặp lại bà con bác tiếng rau tại Long Xuyên nha. Dạ, xin chào tạm biệt.